Rồi chúng ta đọc cái đề giùm thầy coi. Dạ, từ một lớp có 8 nữ sinh viên và 12 nam sinh viên, người ta chọn ngẫu nhiên nam sinh viên để làm ban cán bộ lớp tính xác suất đẩy. Câu A là ban cán bộ lớp gồm 3 nữ và 2 nam. Câu B là ban cán bộ lớp có ít nhất một nữ. C là ban cán bộ lớp có ít nhất 2 nam và 2 nữ. À, chúng ta cùng coi xem cái bài này coi chúng ta làm được không nha. Rồi, thầy hỏi ít nhất ba bạn để coi coi bạn trả lời sao nha. Hoàng Thị Ngọc Trâm không? Dạ thầy. Bài này em làm được không Trâm? Có làm chưa? Bây giờ trả lời câu hỏi thầy nè, có làm chưa? Dạ câu đó cũng chưa có làm. Chưa làm. Rồi chưa làm thì thôi. Thầy hỏi bạn khác. Đào Ngọc Như Quỳnh. Dạ thầy chưa. Chưa làm luôn. Có đọc chưa? Có đọc được câu hỏi như thế này chưa? Dạ có rồi nhưng mà em quên. Có đọc rồi nhưng mà em có thấy là em làm được câu này không? Có khả năng làm được không? Khi mà em đọc câu hỏi là em phải nghĩ đến một khả năng là liệu câu này hỏi này nó cho thi thì mình làm được không ta? Mình phải hỏi gì vậy chứ mình mới có động lực mình làm chứ bây giờ ô cái này tôi không biết sao nó chắc không cho thi đâu. Rồi thì coi như không làm. Không làm thì lỡ nó cho thi không biết luôn. Ha. Thôi được rồi, để thầy hỏi thêm một bạn nữa. Lê Minh Quốc. Lê Minh Quốc có không ạ? Không Dạ. đọc. Em có đọc câu này chưa? Chưa thầy ơi. Chưa hả? Chưa đọc luôn lấy gì làm đúng không? Thì thôi bây giờ chúng ta giải đi. Thì bây giờ mình thấy là trong cái lớp mà có 8 nữ sinh viên và 20 nam sinh viên, thì khi mình đọc thì mình dùng thì lớp này có 20 bạn đúng không? Lớp 8 có nữ sinh viên và 12 nam sinh viên này. 8 nữ sinh viên và 12 là 20 đúng không? Bây giờ mình chọn ngẫu nhiên ra 5 người. Thì cái này nó giống như cái mô hình phân phối siêu bội của mình học ở chương 3, thấy không? Phân phối siêu bội mình mới vừa học được rồi đó, chương 3 đó. Nhưng mà ở đây là nó nằm ở bài tập chương 1 cho nên mình làm theo kiểu chương 1 thôi. Tức là chưa có biến ngẫu nhiên ha, chưa có định nghĩa biến ngẫu nhiên ở chương 1 này. Rồi bạn chưa có ý kiến gì? Đây bạn chưa? Dạ không gì hết, dạ có gì thầy. Thầy thấy giơ tay. Thì ở đây đó là nó có ba biến cố mình cần tính xác suất nè. Có ba biến cố mình cần tính xác suất ha. Thì ở câu A đó. Ở đây mình chọn ngẫu nhiên ra 5 người đúng không? 5 người. 5 người thì bây giờ là mình cứ quan tâm là số nữ. Thì mình có thể giải cho trực tiếp luôn. Đấy. Tức là ở đây mình chọn 5 người trong số 20 người nè. Thì mình đây làm câu A là mình đặt là gọi A là biến cố. Ba cán bộ lớp gồm 3 nam, ba nữ và hai nam phải không? Ba cán bộ lớp. Gồm 3 nữ và 2 nam. Cái bài này là dễ nhất rồi đó em, dễ nhất trong cái câu hỏi xác suất rồi đó. Thì bây giờ là tính xác suất của biến cố A nè. Thì nó sẽ bằng NA chia cho N omega đúng không? N omega. Đấy. N omega là ở đây là mình chọn mấy người? 5 người. Chọn 5 người. Và trong tổng số là 20 người. Chỗ này là 20 người nè. Đúng không? Vậy thì có bao nhiêu cách chọn? Đó là số tổ hợp chập 5 của 20 đúng không? Và bây giờ đó là trong 5 người này là mình phải chọn gồm có 3 người nữ. 3 người nữ và 2 người nam.
Thì bây giờ mà 3 người nữ là mình chọn trong số 8 người nữ này nè. Đấy. Vậy thì số cách chọn 3 người nữ là C 38. Về rồi sau đó mình chọn 2 người nam thì trong số gì đây? 12 người nam vậy đó là C 2 12. Đấy. Rồi mình bấm máy tính nha. Rồi cái em bấm máy tính đây cho thầy coi coi kết quả nhiêu nha. Dạ thầy là 0,2384. 0,2384. Dạ. 0,2384. Được chưa? Các bạn khác coi lại chừng này kết quả ha. Rồi bây giờ tiếp tục mình giải cô B nè. Thì đối với mấy bài toán này thì em đặt tên biến cố rồi em tính cái B, cái xác suất của biến cố đó ra. Ba cán bộ đó. Cái này mình gọi tên biến cố thì mình phải đặt tên cái chữ B, chữ cái đầu là B đi. Rồi B. Rồi B là biến cố. Ba cán bộ lớp có ít nhất một nữ. Không? Ba cán bộ. Thì biến cố ít nhất một nữ thì nó có biến cố đối là biến cố đối của B đó là không ba cán bộ lớp không không có bạn nữ nào. Không có bạn nữ nào. Đúng không? Tức là năm bạn đều là nam hết. Vậy nên mình sẽ suy ra được là cái xác suất của biến cố B đó nó sẽ bằng 1 trừ do xác suất của biến cố B ngang. Đấy, 1 trừ và xác suất biến cố B ngang với là ba cái bộ lớp không có bạn nữ nào đúng không? Không có bạn nữ nào tức là chọn 5 người đều là nam hết. Rồi, rồi bấm kết quả như này ra nhiều. Dạ là 0,9489. 0,9489 hả? Dạ. Rồi, kết quả là 0,9489. Rồi tiếp theo là câu C. Ba cán bộ lớp có ít nhất hai nam và hai nữ. À, câu B nè. À, câu C chứ, câu C. C là ba rồi gọi C là biến cố. Gọi C là biến cố. Ba cán bộ có ít nhất hai nam. Và hai nữ. Tức là cái số nam nó phải từ 2 trở lên đúng không? Và số nữ cũng phải trừ 2 trở lên. Vậy thì nó có mấy trường hợp? Là hai nam với ba nữ với gì? Hai nam ba nữ hoặc là hai nữ ba nam. À. Vậy thì cái xác suất của biến cố C mình gọi thêm cái biến cố AK đi. Rồi AK là biến cố là có K người nam. Ba cán bộ lớp có K người nam gọi đầy đủ ba cán bộ có K người nam thì chúng ta có là biến cố C nó chính là biến cố A2 cộng với A3 đúng cái này là K chạy từ 0 đến 5 nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy ra A2 với A3 thôi. Rõ ràng biến cố C nó chính là tổng của hai biến cố là A2 A3. A2 có nghĩa là trong ba cái bộ lớp này có hai nam ba nữ nè. Thì xác suất của biến cố C nó sẽ bằng xác suất của biến cố A2 cộng cho xác suất của biến cố A3. A2
hai chính là hai nam ba nữ không, thì là đó chính là cái biến cố A ở trên đây nè, đúng không? Mình có thể tính toán lại cũng được, mình coi cái câu này là cái câu độc lập thì mình tính toán lại, thì A nam là hai nam ba nữ, là mình chọn hai người trong số 12 người nam và sau đó chọn ba người nữ trong số 8 người nữ, đúng không? Và cái hai cái này nó cùng mẫu rồi, cho nên mình cộng cái tử thức là C312 C28 và tất cả này là chia cho C520 đúng không? Rồi bấm máy tính điện thầy. Cái này là không phải ta, không phải 6 3 7 6 3 2 7 hả? thôi, năm bảy là Có gì không? năm bảy thầy ơi, Sáu ba năm bảy số năm hay dạ đúng rồi thầy. thì mình giải gì là được ha, giải gì là được. Thì cái đáp án của cái đề này nó như thế này cơ, nó ra là dạng phân số, ra dạng phân số. Khi mà mình làm bài thì mình để số thập phân cũng được ha, 616 này chia cho 969 thì cái kết quả nó là như thế này, 0,6357 đúng rồi ha. Rồi đây là đáp án. Đáp án ngay cái bài làm của mình là kết quả vậy đúng không? Cái này là 613 chia 646. Mình thử kết quả cho 613 chia cho 646. Rồi ra. 646. Chín bốn tám chín là lúc nãy bạn đọc kết quả cho thầy là đúng rồi, chín bốn tám chín. Rồi bây giờ mình sang cái bài số 2 nha. Bài số 2. Bài này nó có trong ví dụ trong sách rồi nè. Một bạn đọc cho thầy cái đề này. Bình Thị Yến Như. Dạ. Câu 2 là từ một hộp chứa 8 viên bi đỏ và 5 viên bi trắng, người ta lấy ngẫu nhiên 2 lần, mỗi lần một viên bi không hoàn lại tính xác suất để lấy được. A. 2 viên bi đỏ, B. 2 viên bi khác nhau, C. Viên bi thứ hai là bi trắng. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ ở đây mình đầu tiên là mình đặt tên biến cố nha. Đặt tên biến cố thì mình sẽ gọi lấy ra hai lần đúng không? Lần một, lần hai, lấy ra không hoàn lại ha. Thì lần một thì nó liên quan đến số 1. Lần hai thì liên quan đến số 2, đúng chưa? Đấy. Và lần một thì nó có khả năng là trắng hoặc đỏ. Trắng hoặc đỏ, đúng chưa? Trắng hoặc đỏ. Bây giờ nhưng mà cái câu A này nó gọi là nó kêu tính hai viên bi đỏ hết, thì mình dùng chữ 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 D, tiếng Anh đọc là D, D đỏ ha, thì mình sẽ gọi tên biến cố theo chữ D. Rồi mà D này đó thì nó liên quan đến đến lần một, lần hai, cho nên mình gọi D1, D2 ha. Mình sẽ gọi là D1, D2, D1, D2 có nghĩa là. Nhưng mà nếu mà mình cho gọi cho gọn á thì mình gọi DI thôi, gọi DI. Gọi DI là viên bi lấy ra lần thứ thứ y là màu đỏ. Ha. Là biến cố là viên bi lấy ra lần thứ y là màu đỏ. Các em chép theo kịp không em? Lần thứ y là màu đỏ ha.
gọi đi là viên bi lấy ra làm thứ y là màu đỏ. Được chưa? Đấy. Thì em lưu ý là chỗ này y của mình nó là bằng 1 2 ha. Y bằng 1,2 tức là 1 và chấm phẩy 2 đó chứ không phải là 1,2 đâu. Viết gì để cho nó làm cứ mỗi lần dạy cái lớp em là thầy bị sổ mũi không biết sao kỳ. Đó, thì bây giờ đó thì em thấy là cái biến cố mình đặt tên như thế này là nó có hai biến cố nha, đúng không? Có hai biến cố là D1, D2. Bây giờ có hai biến cố là D1, D2. Có hai biến cố là D1, D2. Bây giờ mình tính xác suất của biến cố D1 thử coi. Rồi ta có này. Rồi, xác suất của biến cố D1 là bao nhiêu? Bạn nào tính được D1? Em nhớ lưu ý là trong cái bình này là nó có tổng cộng bao nhiêu bi này? 8 bi đỏ và 5 bi xanh. Vậy tổng cộng mấy mấy viên bi? 12. 13 chơi. Ôi ba thầy ơi. 13, nhưng mà bây giờ đó là có nghĩa là D1 á, D1 này có nghĩa là lần đầu mình lấy ra viên bi là viên bi nó màu đỏ luôn. Vậy là xác suất này bằng nhiêu? Xác suất này bằng nhiêu? Mấy phần mấy? 8 phần 13. Đúng là 8 phần 13. 8 phần 13 ha. Dạ. Rồi. Đó. Và cái lần thứ hai tại mình không hoàn lại mà đúng không, hoàn lại không hoàn lại cho nên là mình đâu có biết là viên bi lấy ra lần thứ nhất là màu đỏ hay màu trắng thôi, mình chỉ tính được cái xác suất nữa thôi đó, tức là lần thứ hai là mình không biết được cái xác suất để D2 bằng bao nhiêu, nhưng mà mình biết được là cái xác suất của biến cố D2 với điều kiện D1 đã xảy ra, thấy không? Với điều kiện D1 nó xảy ra thì cái này bằng bao nhiêu, ai làm được? 7 phần 12, 13 chứ hai. 7 phần 12 hay 7 phần 13? Bảy phần 12 đúng chưa? À, tại sao 7 phần 12 không? Tại sao 7 phần 12? Lấy ra không hoàn lại. À, lấy ra không còn lại có nghĩa là, nhưng mà đây là cái điều kiện của mình là gì đây? Cái điều kiện là xác suất điều kiện nè, điều kiện là D1 đã xảy ra. Thấy không? D1 đã xảy ra có nghĩa là gì? Mình đã lấy ra một viên bi màu đỏ. Thì trong cái hộp ban đầu của mình nó có 8 viên bi màu đỏ thì lấy ra một viên bi màu đỏ thì giờ nó còn 7 viên. Đúng không? Nhưng mà tổng thể cái hộp này nó có 13 viên bi, bây giờ mình lấy ra một viên bi thì nó còn 12. Vậy thì để xác suất là lần thứ hai lấy ra viên bi màu đỏ với điều kiện là cái hộp mình nó còn 7 7 viên bi màu đỏ trong số tổng số 13 viên bi, 12 viên bi thôi. Đấy, cho nên là xác suất này nó bằng 7 phần 12. Này. Cái bài này nó giống như cái bài bắt gà trong cái ví dụ ở trong cái tài liệu của mình đó, của thôi mình học rồi. Bắt ra lần lượt hai con gà tính xác suất con gà mái. Hai con đều gà mái, thấy không? Đấy thì từ cái giả thiết của đề mà mình đặt tên biến cố gì thì mình sẽ suy ra được cái điều này. Thấy không? Đấy. Rồi trước tiên là thế này, bây giờ mình tính câu A. Câu A là mình nói là xác suất cần tính không? Xác suất hai viên bi màu đỏ. À, hay là mình để là xác suất cần tính cũng được. Xác suất cần tính tức là xác suất lấy được hai viên bi màu đỏ. Ừ, tức là mình có tính xác suất của biến cố D1 nhân cho D2 như thế này. À, xác suất của biến cố D1 nhân D2. Thì cái này mình áp dụng công thức nhân xác suất thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố D1 nè. Rồi nhân cho xác suất của biến cố D2 mà với điều kiện D1. Đúng không? Thì mình thấy số vô thôi. Cái này là 8 phần 13 nè. Rồi nhân cho 7 phần 12 nè. Thì ra kết quả như em.
Dạ 14 bằng 39. 14 phần 39. Dạ. 39. Rồi. Đấy thì xác cái là xác suất hai hai viên bi lấy ra là cùng màu đỏ. Bây giờ thầy hỏi em là chỉ là xác suất lấy ra hai viên bi cùng màu trắng là bao nhiêu? Em là trả lời tính toán trong đầu à. Tính toán trong đầu ra tới hồi là mình lấy ra hai viên bi cùng màu trắng thì xác suất là gì? Năm phần 13 nhân cho mấy? 5/39. À, 5 phần 39 chính xác rồi. Đúng rồi. Đấy, như vậy thì ví dụ như thầy sửa rồi đó là tính xác suất hai viên bi lấy ra màu trắng, không có sửa số mà chỉ sửa chỗ này thôi, đỏ thành trắng. Đấy thì mình tính được đúng không? Đó, rồi sau đó là mới dẫn mình sửa đề cho mình làm được không? Sửa cái số trên đây. Giờ 8 bi đỏ giờ không thích mình cho 10 bi đỏ, rồi chỗ này 5 bi trắng không thích, rồi bây giờ mình sửa là 6 bi trắng. Thế thì mình làm được không? Đó, mình đặt vấn đề ra thế, mình làm. Thì thầy thầy kêu thì trước trước mắt là mình làm copy theo cái cách này, thấy không? Đó, copy theo cách này rồi sau đó là mình sửa số rồi mình vẫn làm được, rồi từ từ mình mới làm cái bài khác tương tự mình vẫn làm được, đúng không? Đấy. Thì coi như là cái xác suất thì cũng không khó khăn gì, đúng không? Thì mới mức mức độ yêu cầu nó như thế là không không có khó khăn gì. Rồi tiếp theo câu B là hai viên bi khác màu đúng không? Hai viên bi khác màu thì mình gọi tên biến cố hay là khỏi gọi tên ha. Vậy thì xác suất lấy được hai viên bi khác màu giống viên đánh lộn thành dấu sắc rồi khác máu nguy hiểm. Rồi vậy thì khác màu có nghĩa là lần thứ nhất màu trắng, lần thứ hai màu đỏ được không? À, lần thứ nhất màu trắng tức là lần thứ nhất màu trắng thì mình sẽ ký hiệu là D D1 ngang đúng không? Đấy, thì mình ký hiệu chữ D có nghĩa là màu đỏ nha, D có nghĩa là màu đỏ đúng không? Vậy thì không D có nghĩa là gì? Màu trắng, tại vì đây nó có hai màu thôi, thấy không? Nếu mình lấy ra nó không phải màu đỏ thì nó màu trắng đúng không? Vậy thì mình sẽ ký hiệu như thế này, ký hiệu như thế này. Em hiểu ký hiệu này chưa? Ký hiệu biến cố này nè, D1 ngang có nghĩa là lần thứ nhất lấy ra màu trắng, lần thứ hai rồi D D2 có nghĩa là lần thứ hai lấy ra màu đỏ, là phải khác màu chưa? Phải khác màu chưa? Đó. Rồi, hoặc là lần thứ nhất màu trắng màu đỏ, lần thứ nhất màu đỏ là D1 và lần thứ hai là màu trắng là D2 ngang. Đấy. Nhưng mà hai biến cố này nó xung khắc nè em, nó xung khắc nè. Thấy không? Tại vì là lần thứ nhất màu màu đỏ, lần thứ nhất màu trắng rồi lần lần thứ nhất màu đỏ thì nó không thể nào nó cùng xảy ra được, cho nên hai biến cố này nó xung khắc nè. Xung khắc thì nó là xác suất của tổng, nó sẽ bằng tổng xác suất lên, tổng xác suất tức là bằng D1 mà ngang B2 D2 rồi cộng cho xác suất của biến cố gì, xác suất của biến cố D1 rồi nhân cho D2 ngang. À, đấy. Thì đây là mình dùng công thức xác suất của tổng bằng tổng xác suất. Em cái công thức của mình là thế này, cái trong cái lý thuyết của mình đó, không trong trong cái phần bài học của mình đó, bài học của mình đó là cái công thức là xác suất của biến cố A cộng B nó bằng xác suất của biến cố A cộng cho xác suất biến cố B. Nếu mà AB xung khắc á, trường hợp A giao B bằng biến cố không thì nó mới có công thức này đúng không? Đấy. Cái này gọi là AB xung khắc. Xung khắc đúng không? Xung khắc là thằng này xảy ra thì thằng kia nó không xảy ra đó. Hai thằng nó không cùng xảy ra được. Đấy, thì ở đây mình vận dụng công thức này cho. Đấy, thì bây giờ cái này nó đóng vai trò cái chữ chữ A trên đây nè. Chỗ này nó đóng vai trò chữ A này. Đây mà những chị trò chữ B không? Đấy thì bây giờ nó qua rồi, bây giờ
Tới đây thì mình tiếp tục làm công thức, sử dụng công thức khác. Đúng không? Đây này, chỗ này đó, mình áp dụng công thức nhân xác suất thì nó sẽ là D1 ngang. Ờ, phải không? Nhân cho xác suất của biến cố D2. D2 với điều kiện D1 ngang. Đấy. Đó là cái thằng thứ nhất này nè. Thầy xuống hàng đi cho các em dễ thấy. Đó, cái thằng này là D1 gan D2 nè. Rồi mới cộng cho xác suất của biến cố D1. Rồi nhân cho xác suất của biến cố D2 ngang với điều kiện D1. Em theo kịp không các em? Theo kịp không? Tới đây theo kịp chưa? Không kịp thì đó không kịp thôi. Cái gì đâu. Sao không nghe nói gì chơi vậy? Kịp không? Dạ kịp. Kịp thì nói kịp, làm hết hồn tưởng không kịp. Em ru và ru. Rồi, bây giờ em coi là cái đề này nè. Đó, thì bây giờ D1 ngang có nghĩa là liên bi lấy ra lần thứ nhất là màu trắng đúng không? Liên bi lấy ra lần thứ nhất màu trắng này xác suất nó bao nhiêu? Xác suất bao nhiêu em? Đứa đứa nào mà làm rồi đó thì mở mic lên thì có hỏi thì trả lời cho thầy đúng không? Đi một ngang là nhiêu em? 5/13. Ừ đúng rồi. Mình học đã học online rồi, bây giờ trao đổi với nhau nó rất là khó khăn đúng không? Rồi bây giờ cái D2 ngang với điều kiện D1 ngang nè. D1 ngang có nghĩa là trong cái hộp này mình đã lấy ra một viên bi màu trắng rồi, thì nó tổng số là nó còn là 12 GB đúng không? Tám trong đó có 8 GB màu đỏ. Tại D2 không có gạch đầu là nó đỏ, không gạch đầu là đỏ, còn gạch đầu là trắng đúng không? Mà mình D2 có nghĩa là GB lấy ra lần thứ hai là màu đỏ. Vậy thì màu đỏ nó còn 8 nữa. Rồi giờ cộng tiếp nè. Rồi D1 cũng nãy mình tính rồi nó là 8/13 đúng không? D1 là 8/13. Có cái này là D2 ngang với điều kiện D1. D1 xảy ra có nghĩa là trong cái hộp này nó còn có 12 viên bi, mà trong đó vẫn còn 5 viên bi màu trắng bình thường đúng không? Đó thì bây giờ em coi cái kết quả này tính ra coi được nhiêu. Bốn mươi phần 12 là nhiêu em? 40, 80 à. 20/39 hả? À, 20/39. 20 chia cho 39. 40 cộng 40 là 80. 80 chia 4 còn 20. Rồi đúng rồi. Rồi đúng đáp án rồi đó nha. Thế thì câu B của mình là đáp án là thế này nha. Làm xong rồi chấm cái chỗ này để chấm rồi. Câu C là yêu cầu là tính xác suất GB thứ hai màu trắng đúng không? Xác suất GB thứ hai màu trắng. Câu C là xác suất viên bi thứ hai là màu trắng. Màu trắng tức là sao kỳ vậy ta? Rồi cái này là câu C, cứ nó cứ xuống hàng là nó chạy chữ này. Nó cái kiểu từ một từ nó cứ cái một tự động rồi. Viên bi thứ hai màu trắng tức là mình cần tính xác suất của biến cố D2 ngang luôn em. D2 ngang luôn. D2 ngang thế này. Tức là nó không có điều kiện, chỗ này của mình là D2 ngang với điều kiện D1. Còn cái này là D2 ngang luôn. Đấy. Thì cái này mình sử dụng công thức xác suất đầy đủ em. Nó sẽ bằng là D1 nè. D1 và nhân cho B của D2 ngang với điều kiện là D1.
giờ. Và trường hợp là trường hợp thứ hai, cái đi ngang này nó xảy ra trong hai trường hợp, tức là đi đi một xảy ra hoặc là đi một ngang xảy ra đúng không? Vậy thì đó là xác suất của biến cố đi một ngang rồi nhân cho xác suất của biến cố là đi hai ngang với điều kiện là đi một ngang. Để em hiểu công thức này chưa? Có hiểu công thức này không? Tại sao nó vậy? Tại sao nó có gì? Tức là thầy giải thích cái công thức này lại nè, cái công thức ví dụ như mình muốn tính xác suất của một biến cố B đúng không? Xác suất của một biến cố B nào đó thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A giao B cộng cho xác suất của biến cố A ngang B. Và thực chất công thức này chính là công thức xác suất đầy đủ. Đúng không? Thì cái này nó sẽ bằng BA nhân cho BB với điều kiện A đúng không? Rồi cộng cho BA ngang nhân cho BB với điều kiện A ngang. Đấy. Thì ở đây là cái phần này là mình áp dụng cái công thức này. Đúng không? Em hình dung được công thức không? Để đi bây giờ tiếp tục ha. Bây giờ mình thế số vô tính nè. Một bảng thế số giùm thầy đây. Mở to cái bảng này lên cho cái tính luôn. Bây giờ BD1 ngang lên D1 thì thay bằng cái gì? D1 là xác suất của biến cố D1, cái này là mình thay bằng số mấy em? 8 phần 13. Rồi cái D hai ngang với điều kiện D1 này mình thay bằng số mấy nha? 5 phần 12. 5 phần 12 chính xác. Rồi. Rồi tiếp tục cộng cho chỗ này là BD1 ngang này mình thay bằng số mấy em? 5 phần 13. 5 phần 13 nhân cho mấy? 4 phần 12. Rồi đúng rồi, 4 phần 12 chính xác luôn. Rồi, như thì chỗ này là 20 nè. 20 mà cộng 40 là 60 đúng không? Nghĩ ra đáp án là nhiêu? 5 phần 13. À, 5 phần 13 đúng rồi. Đúng xa hơn, 5 phần 13. Rồi đó cái bài 2 này. Rồi, dạy em lại câu B này. Hả? Câu B ha. Câu B câu C luôn em không hiểu. Câu B là hai viên bi khác màu đó. Hai viên bi khác màu ha. Câu B là hai viên bi khác màu có nghĩa là gì? Nó trắng đỏ hoặc là đỏ trắng. Trắng đỏ có nghĩa là sao? Trắng đỏ có nghĩa là viên bi lấy ra là thứ nhất màu trắng, viên bi lấy ra là thứ hai màu đỏ. Thấy không? Thì khi mà cách đặt biến cố này thì có giải thích rồi đó. Cách đặt biến cố này cái chữ D đó là đỏ. Còn D gạch đầu là không đỏ, nghĩa là màu trắng, đúng không? Vậy thì em thấy cái gạch đầu này nè, thấy gạch đầu này là D đi ngang có gạch đầu không là trắng đúng không, mà nó ngay số 1 có nghĩa là gì? Viên bi lấy ra là thứ nhất màu trắng, viên bi lấy ra là thứ hai màu đỏ. Cái chỗ này nè, chỗ này mình đọc vô là gì? Viên bi lấy ra là thứ nhất màu trắng, viên bi lấy ra là thứ hai màu đỏ, phải khác màu chưa? Khác màu chưa? Đó thì chỗ này nó cũng là gì? Cũng khác màu nè. Viên bi lấy ra là thứ nhất màu đỏ, viên bi lấy ra là thứ hai màu trắng, khác màu chưa? Vậy thì khác màu thì nó xảy ra hai trường hợp, trắng trắng đỏ hoặc là đỏ trắng, đúng không? Trắng đỏ và đỏ trắng. Thì từ đây mình triển khai qua đây là mình áp dụng cái công thức gì đây? Công thức xác suất của biến cố tổng trong trường hợp nó xung khắc, đúng không? Bằng tổng xác suất này. Rồi từ đây xuống đây là dấu bằng thứ hai này, có nghĩa là mình áp dụng công thức nhân xác suất đây em. Công thức nhân xác suất nè. Thì nhắc lại công thức nhân xác suất là cái gì? ABAB rồi bằng BA nhân cho BB với điều kiện A đúng không? Công thức nhân xác suất trong trường hợp tổng quát rồi. Tức là hai biến cố không đồng lập đó thì nó áp dụng công thức này. Đúng chưa? Từ đây xuống đây là áp dụng công thức này nè. Đó. Rồi công thức này có nghĩa là gì? A đó, đó trong công thức này là A là nó chính là D1 ngang nè. Và B nó chính là D2, đúng chưa? Áp dụng công thức gì? Đấy, thì cái dấu bằng thứ hai của mình là như thế. Tới cái dấu bằng thứ ba là mình thế số vô đúng không? Thế số vô nè. Thế số là em chưa hiểu lắm. À, thế số nè. Thì D1
đưa một ngang có nghĩa là gì? Viên bi lấy ra là thứ nhất. Viên bi lấy ra là thứ nhất màu trắng đúng không? Dạ vâng. Màu trắng thì em thấy trong cái hộp mình nó tổng cộng nó có 13 viên bi đúng không? Chỗ này là 13 viên bi đúng không? Dạ vâng. Rồi 13 viên bi mà trong đây nó có 5 viên bi màu trắng đúng không? 5 trắng này. 5 trắng thì em lên giờ em lấy ra một viên bi thì xác suất lấy được bi trắng là phải 5/13. 5/13. Đúng chưa? Dạ rồi. Đó, rồi bây giờ khi mà em đã lấy ra một viên bi màu trắng có nghĩa là biến cố D1 này nó xảy ra nè. Biến cố D1 này xảy ra nè, hiểu chưa? D1 xảy ra có nghĩa là ở đây em đã lấy ra một viên bi màu trắng rồi. Vậy thì D1 xảy ra thì xin lỗi D1 ngang xảy ra. D1 ngang xảy ra. D1 ngang này xảy ra thì có nghĩa là gì? Trong cái hộp này nó còn bao nhiêu viên bi? Còn 12 viên bi đúng không? Mà nó còn mấy trắng mấy đỏ? 8 đỏ. 8 đỏ 4 trắng. 4 trắng. Nhưng mà là cái này có nghĩa là gì? Cái này D2 này có là mình quan tâm đến trắng hay đỏ? D2 này. D2 này có nghĩa là mình quan tâm đến đỏ đúng không? Đỏ thì bây giờ đỏ này mình lấy ra thì nó có 8 cách lấy. Trong tổng số 12 cách lấy. Thì xác suất này nè, cái thằng này nó sẽ là 8/12 nè. Thằng này nó sẽ 8/12 nè, đúng không? Tại sao mình biết được nó 8/12? Tại vì khi mà cái D1 ngang này nó xảy ra nè, thì cái hộp mình nó còn 8 viên bi màu đỏ và 4 viên bi màu trắng, đúng không? Bây giờ lần thứ hai mình lấy ra là mình chỉ quan tâm đến màu đỏ thôi, không quan tâm màu trắng. Tức là 8 đỏ trên 12 đỏ, đúng không? Đấy. Bây giờ thích vậy thì các em hiểu là tại sao cái số nó là gì chưa? Dạ rồi. Đó thì người ta nói là nhất thông dạng sự thông. Đó là em mà thông một cái phần nào đó thì những cái phần khác thì mình sẽ dễ hiểu hơn, đúng không? Cho nên là mình phải học kỹ cái căn bản gì, mình học kỹ cái căn bản, học kỹ công thức, rồi cái đầu mình vận dụng vô mình làm bài tập một bài nào đó mình hiểu thì tự động mình sẽ thông hiểu các bài khác, thấy không? Rồi bây giờ vậy thì có cần thầy giải thích lại câu C không? Dạ không ạ. Rồi đó, vậy thì mình đã xong câu 2. Rồi bây giờ mình sang câu 3. Rồi câu 3. Câu 3 này là nó giống cái câu 1 thôi. Giống câu 1. Thấy không? Nhưng mà nó có thể hỏi thêm cái xác suất điều kiện ở đây nha. Hỏi thêm cái xác suất điều kiện chỗ này. Có chữ biết rằng là xác suất điều kiện ha. Rồi một bạn đọc cái đề giùm thầy. Đỗ Thị Trúc Lan. Dạ. Một công ty cần tuyển 4 nhân viên, có 10 người gồm 6 nam và 4 nữ nạp đơn xin dự tuyển và mỗi người đều có cơ hội được tuyển như nhau. Tính xác suất để trong 4 người được tuyển: A, có ít nhất 1 nữ; B, có 3 nữ. Đọc cái đề ở trong bài tập á hả? Dạ. Đọc trên bảng đó thầy nè. Bảng đó thầy cái đề đó là cứ sửa lại rồi đó, thấy không? Em giải cái câu này được thì coi như cái đề trong đó em giải được. Một công ty cần tuyển 4 nhân viên, có 8 người, gồm 5 nam và 3 nữ nộp đơn xin dự tuyển. Mỗi người đều có cơ hội được tuyển như nhau. Tính xác suất để 4 người được tuyển: A, không quá 2 nam; B, có 3 nữ, biết rằng ít nhất 1 nữ được tuyển. Rồi, bây giờ để giải bài này đó thì mình sẽ gọi tên biến cố như thế này. Tôi đánh máy rồi. Bây giờ mình sẽ gọi giờ tuyển được 4 người, tuyển 4 nhân viên mà có 10 có 8 người. Đó, bây giờ mình gọi AK đi. Gọi AK đi. AK. Biến cố là có K người nam trong 4 người được tuyển.
Câu này là có. Có ca người nam trong bốn người được tuyển. Thì bây giờ em coi cho thầy coi ca có thể bằng mấy được nè. Ca bằng mấy được? Một bạn trả lời cho thầy coi. Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Dạ thầy. Ca có thể bằng mấy ca. Được nè? Dạ thầy là 1, 2, 3, 4. Ủa ca bằng 0 cũng được hả? Được luôn thầy. Ca bằng 0 luôn, được không? Có 5 trường hợp à? Em coi kỹ là ca bằng 0 được không? Suy nghĩ kỹ cho thầy. Không. Ca không có thể bằng 0 được hay em? Tại sao ca không thể bằng 0 được? Tại vì ở đây nó có 5 người nam, 3 người nữ. Vậy thì nếu mà em tuyển số người nữ tối đa luôn thì chỉ được có 3 người nữ thôi. Đúng không? Có 3 người nữ thôi. Chứ không được tới 4 người nữ. Mà nếu mà ba người nữ thì em phải cần tuyển một người ít nhất một người nam, đúng không? Đấy, cho nên là đây ca là số người nam nó phải từ 1 đến 4 thôi chứ nó không phải từ 0 đến 4. Đấy, thì em có thể kiểm nghiệm là cái chỗ phân phối siêu bội lên giùm thầy, chỗ chương 3 đó. Không có siêu bội. Thì câu A là xác suất cần tính của mình nó là gì? Xác suất cần tính là mình tính xác suất của biến cố A mấy. Cái này nó có không quá hai nam, có không quá hai nam là số nam càng tuyển là từ mấy đến mấy. Thì có không quá hai nam này, có không quá hai nam có nghĩa là số nam càng tuyển là từ mấy đến mấy. Từ 1 đến 2. Từ 1 đến 2, tức là xác suất cần tính của mình, tức là mình tính xác suất của biến cố A1 là 1 người nam và cộng cho cái xác suất của biến cố A2 là 2 người nam. Tại vì ở đây đó, nếu mà mình viết như thế này đó thì nó hơi vắn tắt, nhưng mà ở đây là cộng cho A2 như thế này. Thì lúc này nó sẽ bằng ra. Cái hai biến cố này nó xung khắc à. Chung khác thì xác suất của tổng nó sẽ bằng tổng xác suất. Thì A1 có nghĩa là tuyển được một người nam. Mà gồm một người nam đó là em tuyển trong số 5 người nam này, đúng không? Vậy thì mình sẽ có là C15. Thì nhân cho C33. Đúng không? C33. Tại vì tuyển một nam thì phải có 3 người nữ, đúng không? Và 3 người nữ thì em sẽ tuyển trong số gì đây? 3 người nữ rồi nộp đơn. Đó là C33. Và sau đó là chia cho số cách tuyển, cách chọn 4 người trong 8 người. Không? Là C48 như thế này. Còn xác suất của biến cố A2 tức là tuyển được 2 người nam, đúng không? Tuyển được 2 người nam thì nó ra cái gì? Là C gì đây? 25, hai người nam và còn lại là 2 người nữ. 2 người nữ thì mình sẽ tuyển trong số 3 người nữ nộp đơn, đúng không? Đấy. Và tất cả chia cho cũng C48 luôn, C48. Và chỗ này là mình bấm máy tính nha. Rồi khi ba bấm máy tính thì em lấy cái mẫu chung đi cho nó dễ ha. Còn ở trên đây thì em lưu ý là C15 nó bằng 5 nè. Còn C33 nó bằng 1 và chỗ này chỗ ở trên tử thức chỗ này nó bằng 5 luôn nè. Còn C25 là nếu mà mình không nhớ kết quả thì mình bấm 5 C2, đúng không? 5 C2 thế này. Rồi nhân cho là C23, C23 nó bằng 3 luôn. Thì em có thể bấm như thế này. Đấy. Và nếu mà em nhớ kết quả thì bấm đây số 3 luôn cũng được. Đấy. Rồi. Rồi sau đó em chia cho là 8 C4. Shift với dấu chia là chữ C đó nghe. Đấy, rồi bấm kết quả nha. Xác suất này bằng 1 bằng 2 hả? Các em tính có bằng 1 bằng 2 không? Hả? Dạ ra 1 phần 2 không? Chính xác chưa? Dạ. Rồi.
Đấy thì bây giờ xác suất càng tính ở câu A của mình là câu A. Rồi tới câu B. Câu B thì nó có hai biến cố. Đó, câu B nó có hai biến cố. Thì bây giờ mình sẽ gọi ba nữ là A mấy? Ba nữ là chị tỏ được ba nữ là A mấy? Ba nữ là mấy nam em? Chọn được ba nữ có nghĩa là mình chọn được mấy người nam? Một người. Ừ đúng rồi, là A1 đúng không? Còn cái biến cố là có ít nhất một nữ nè. Thì mình gọi thêm cái biến cố có ít nhất một nữ ha. Đây, gọi B, gọi B đi. B là biến cố có ít nhất một nữ được tuyển. Một nữ được tuyển. Thì xác suất của biến cố B nó bằng nhiêu? Thì ta có là xác suất của biến cố B tức là không, nó bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố B ngang. B ngang là không có nữ nào không? Không có nữ nào, có nghĩa là bốn người được chọn đều là nam hết, đúng không? Bốn người được chọn đều là nam hết. B ngang là không có nữ nào cho bốn người được tuyển nè. Thì có nghĩa là bốn người được chọn đều nam hết. Vậy thì nó là C C45, tức là chọn bốn người đều là nam hết. Đó. Và chia cho số phần tử không gian mẫu là C48 luôn. Rồi mình bấm máy kết quả này ra. Máy kết quả này là 1 trừ cho gì? C45 là nam luôn rồi, thì 8 C4 thì bấm kết quả dưới thôi. Nó bằng 13 phần 14 đúng không? 13 phần 14. Đây. Thì cái xác suất của biến cố B, mình gọi B là biến cố có ít nhất một nữ được tuyển, thì xác suất của biến cố B đó nó sẽ bằng là cái gì? Xác suất của biến cố B thì nó sẽ bằng là 13 phần 14. Nhưng mà biến cố B này nó xảy ra trong mấy trường hợp này. Có ít nhất một nữ được tuyển có nghĩa là có ba người nữ được tuyển, hoặc là có hai người nữ được tuyển, hoặc là có một người nữ được tuyển, thấy không? Đấy, thì nhưng mà bây giờ xác suất càng tính nó không đây kêu kêu xác suất này, mà nó kêu tính xác suất là có ba người nữ được tuyển với điều kiện là có ít nhất một nữ được tuyển, thấy không? Đấy, tức là mình sẽ có là cái xác suất của biến cố A1, A1 là ba người nữ với điều kiện B, thấy không? Đây là xác suất càng tính này. Xác suất càng tính đi chính là cái này. Đấy, thì bây giờ tới đây mình sử dụng công thức xác suất điều kiện này các em. Xác suất điều kiện thì nó sẽ bằng là cái gì? Xác suất của biến cố A1 giao với B đúng không? Rồi chia cho xác suất của biến cố B. Nhưng mà do cái A1 này nó chính là biến cố con của B, cho nên là cái này nó sẽ là xác suất của biến cố A1 và chia ra cho xác suất của biến cố B thôi. Đấy, thì cái này nó bằng kết quả như. Tới lúc này mình vận dụng công thức thôi, nha. Vận dụng công thức thôi. Thì thầy lưu ý nè, nếu nếu A là con của B trong lý thuyết tập hợp ha, thì A giao với B nó đúng bằng A, đúng không? Đấy, thì tập A nó thế này rồi tập B nó thế này. Thì A là con của B thì A giao B, cái A này nó cũng chính là A giao B. Thấy không? Phần chung của AB. Đấy. Thì em lưu ý chỗ này. Thì ở đây biến cố A1 nó chính là con của biến cố B, cho nên là A1 giao với B nó chính là A1. Thấy không? Rồi, cái này mình thế số vô nè. Xác suất của biến cố A1 là mình đã tính ở trên đây rồi đúng không? A1 có nghĩa là có hai nam, A1 có nghĩa là ba nam ha, ba A1 là gì? A1 mình có không có hai nam mà không phải trên đây. A1 có nghĩa là gì? Có một nam, ba nữ, đúng không?
một nam ba nữ thì nó ba ba ra bằng con số gì? A một là một nam ba nữ không? Chọn một, một nam trong số 5 người nam, rồi chọn ba nữ trong số 3 người nữ luôn là C33 và chia cho C84. Đấy. Rồi tất cả cái này mình mới chia cho xác suất của biến cố B nè. Xác suất biến cố B lúc nãy là nó là bao nhiêu? 13/14 đúng không? Đấy, lấy máy tính bấm nha. Cái này kết quả ra được nhiêu em? Theo kịp không các em? Kịp thì nói nghe. Chơi game ru vậy? Tính toán giùm thầy coi. Mai Ngọc Trâm bấm kết quả ra giùm thầy coi. Bấm ra kết quả chưa Ngọc Trâm? Dạ em đang bấm thầy ơi. Thầy nói rõ là cái chỗ mà A1 là con của B hả? A1 là con của B thì biến cố con có nghĩa là gì? Biến cố con có nghĩa là khi mà nó xảy ra biến cố con nó xảy ra thì biến cố lớn nó cũng xảy ra đúng không? Thì cái biến cố mà có ít nhất một nữ được tuyển nè, nó phải xảy ra 3 trường hợp không? B này nó xảy ra trong 3 trường hợp. Thì thực chất cái biến cố B này đó, biến cố B nè, biến cố B này nó gồm tổng của ba biến cố là cái gì? A1 thì có nghĩa là một nam ba nữ đúng không? A2 có nghĩa là hai nam hai nữ đúng không? Và A3 có nghĩa là ba nam một nữ đúng không? Đúng không? Cái này là gì? Cái này là một nam nè, một nam ba nữ, ba nữ. Rồi chỗ này là cái gì? Hai nam hai nữ đúng không? Rồi cái này có nghĩa là ba nam một nữ vậy thì tổng hợp qua các cái trường hợp này có nghĩa là có người nữ không, phải không? Có nữ có nghĩa là có ít nhất một nữ đó. Có từ một người nữ trở lên đó. Hiểu không? Vì rõ ràng là cái biến cố A này nó là con của biến cố B này, đúng không? Dạ rồi. Ví dụ như em là một người quan tâm đến cái cuộc tuyển này, em quan tâm cuộc tuyển này thì người ta nói là tôi thấy có ba người nữ được tuyển đó, thì có nghĩa là biến cố B nó xảy ra, đúng không? Có nghĩa là mấy người được tuyển mình chắc chắn là phải có nữ, đúng không? Đấy. Khi mà người ta thấy là cả ba người nữ đi về, ta mặt mày hớn hở, nó ba người chúng tôi đã được tuyển rồi. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là bốn người trong bốn người được tuyển chắc chắn phải có nữ. Có nữ tức là có ít nhất một nữ. Thấy không? Vậy thì có nghĩa là A1 xảy ra thì biến cố B đã xảy ra. Thấy không? Thì theo ngôn ngữ biến cố thì mình nói là A1 là biến cố kéo theo biến cố B. Thấy không? A1 là biến cố kéo theo biến cố B, mà theo ngôn ngữ tổng hợp thì A1 nó chính là con của B. Mà A1 là con của B thì A1 giao với B nó chính là A1. Hiểu chưa? Chính là A1, cho nên là xác suất của biến cố A1B này nó chính là xác suất của biến cố A1 luôn. Thế, rồi mình thế vô. Rồi bạn lúc nãy thầy phân công cho bạn là bấm máy tính ra kết quả chưa? Ra kết quả chưa em? Dạ thầy ơi, cái biến cố A1 á là lấy là ba nữ sao thầy có hai vậy thầy? Chỗ thầy ghi hai thì ghi sai. Em phải tính đúng chứ. Dạ, ra 1/13 thầy. Đúng rồi.
thầy thì cũng đâu phải là thánh văn thánh nhiếp gì, cũng phải sai chứ đúng không? Cho nên là em học là mình phải có cái tư duy gọi là phê phán, đúng không? Phê phán, đúng không? Mình đọc vô mình phải biết đúng sai, mình phải định vị đúng sai. Không phải là ông thầy ông nói lúc nào cũng đúng, đúng không? Đa số là ông thầy ông nói đúng. Nhiều khi ông thầy ông thử mình nữa, đúng không? Ông thử con coi, coi trò này nó có tập trung nó học không? Hay là nó lơ là, đúng không? Rồi bây giờ cái câu số 3 của mình là như thế là được rồi các em. Câu số 3 của mình thế được ha. Đây là xác suất điều kiện nè. Đó. Rồi mình giải lao 5 phút mình vô bài số 4 ha. Giải lao đi để nó học hơi nó căng thẳng, nó nhìn vô màn hình nó căng thẳng lắm. Đấy, bây giờ mình giải lao đi. Thì rồi mình đảo lại mình học tiếp nha các em. À, tiếp theo là cái câu hỏi số 4. Bài tập số 4. À, một bạn đọc cho thầy cái đề bài tập số 4 nha. Coi coi. Phạm Văn Sang đọc cái đề cho thầy em ơi. Một cửa hàng sách ước lượng rằng trong tổng số các khách hàng đến cửa hàng có 30% khách chặn hỏi nhân viên bán hàng, 2% khách mua sách và 15% khách thực hiện cả hai điều trên. Gặp ngẫu nhiên một khách trong nhà sách tính xác suất để người này A. không thực hiện cả hai điều trên, B. không mua sách, biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng. Rồi thầy cảm ơn. Thì ở đây nó có hai biến cố nè. Em gặp ngẫu nhiên trong người một người trong nhà sách thì nó có hai cái biến cố là người này hỏi nhân viên bán hàng và người này mua sách, đúng không? Rồi, mình giải nha. Bây giờ mình sẽ gọi A là biến cố. A là biến cố. Người khách mà mình gặp trong nhà sách đó. Khách hỏi nhân viên bán hàng. Và B là biến cố khách mua sách. Đấy. Vậy thì khách thực hiện cả hai điều trên có nghĩa là gì? Vừa bán hàng vừa hỏi nhân viên bán hàng và vừa mua sách không? Đấy, thì theo đề bài ta có nè, theo đề bài ta có là xác suất của biến cố A là nhiêu, xác suất của biến cố A là nhiêu, bạn nào trả lời được xác suất biến cố A là nhiêu em, tức là xác suất khách hỏi nhân viên bán hàng là nhiêu? Không phải ba. Đúng rồi, không phải ba, thầy cảm ơn. Rồi bây giờ xác suất khách mua sách tức là biến cố B, xác suất biến cố B là nhiêu? Không phải hai. Đúng rồi em, không phải hai. Và cái con số 15% là cái gì? Cái con số gì là 15%, tức là 0,15, nó là cái gì? 0,15 nó chính là xác suất gì? BAB đúng không? AB tức là AB cùng xảy ra, không? Tức là thực hiện cả hai điều trên. 15% khách thực hiện cả hai điều trên nè. Đó, thì từ đề bài em phải đặt được biến cố và em sẽ biểu diễn được các cái xác suất của biến cố trong cái đề nó cho. Thường là cái bài toán xác suất nó cũng sẽ có cái dạng giống như thế này. Đấy, dạng giống như thế này tức là nó sẽ cho những cái giả thiết liên quan đến cái biến cố và cái kêu tính xác suất của biến cố khác, đúng không? Đây là những cái giả thiết liên quan đến biến cố và yêu cầu mình tính xác suất của biến cố khác là câu A,
Câu A là yêu cầu là gì? Xác suất không thực hiện cái hai điều trên, mình chỉ để xác suất cần tính thôi. Tại vì đây cái câu A thì nó chỉ yêu cầu hỏi có một ý luật thôi. Xác suất cần tính là gì? Không thực hiện cả hai điều trên, tức là xác suất để mà A không xảy ra và B cũng không xảy ra luôn, thì có nghĩa là A ngang giao với B ngang, thấy không? Mà theo luật đồ một găng đó, thì cái xác suất của biến cố A ngang giao B ngang nó chính là A hợp B, A hợp B, tất cả gạch đầu gạch ngang, chưa không? Tức là luật đồ một găng này là biến cố đối giao của các biến cố đối thì bằng biến cố đối của biến cố hợp, đúng không? Lực đề một găng nè, biến cố đối giao của các biến cố đối thì bằng biến cố đối của biến cố hợp. Đó. Mà biến cố đối biến cố hợp thì nó sẽ bằng một trừ đi cho xác suất của biến cố hợp, đúng không? A hợp B đấy. Và bây giờ mà xác suất của biến cố A hợp B á, thì nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nè cộng cho xác suất của biến cố B nè và trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. A giao B tức là cái công thức này gọi là cái công thức cộng xác suất, phải không? Xác suất của biến cố A hợp B bằng xác suất biến cố A cộng xác suất biến cố B trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. Đấy. Và tất cả những cái này nó đều có những cái số hết rồi. Thấy không? Có những cái số rồi mình sẽ thế số vô. Kỳ. Tự nhiên cái công thức nó nhảy tùm lum rồi. Rồi gói nha, gói nha. View tool bar ra. À, tool bar nó nhảy nhảy lên đây. Tool bar này nó không cho nó nằm vô đây. Tự động nó nhảy đâu rồi, lung tung rồi. Rồi để đây đi. Để ngoài đi, cho dễ quản lý. Rồi tới đây là mình thế số vô các em, thế số vô. Thế số vô thì cái xác suất cái số 1 là giữ nguyên nè. 1 là giữ nguyên nè, rồi xác suất của biến cố A là bằng 0,3 nè. Rồi xác suất của biến cố B là 0,2 nè. Và trừ đi xác suất của biến cố A giao B là 0,15 nè, có số hết rồi, thế vô đúng không? Thì nó ra nhiêu em? Rồi tính toán như này coi, tính nhẩm coi. Không phải 65 đúng không? Đấy, 65. Rồi. Đấy, thì đây là câu câu A là xác suất khách không thực hiện cái hai điều trên. Không mua sách và cũng không hỏi nhân viên bán hàng luôn, phải không? Đi vô chỉ ngắm cô nhân viên bán hàng xong rồi về. Không. Này cũng rảnh. Ủa thầy ơi, hình như 0,35 rồi. Ủa 0,35 là 0,65. Thì đúng mà còn gì nữa hả? 35 hay 65? 65 thầy. Ờ đúng rồi, 65. Rồi. Câu B là không mua sách biết rằng người này đã hỏi nhân viên bán hàng, phải không? Người này đã hỏi nhân viên bán hàng. Hỏi nhân viên bán hàng là biến cố nào em? Biến cố nào mà đặt tên hỏi nhân viên bán hàng? Biến cố A đúng không? Mà không mua sách tính là biến cố nào? Mua sách là biến cố B, vậy thì không mua sách là phải biến cố B ngang không? B ngang không? Thì đây là mình ghi là xác suất cần tính luôn. Cần tính tức là xác suất điều kiện nha, xác suất điều kiện. À, tức là xác suất của biến cố. Xác suất của biến cố gì? Không mua sách, không mua sách tức là biến cố B ngang với điều kiện biến cố A. Đã hỏi nhân viên bán hàng mà không chịu mua sách. Đúng không? Thì ở đây mình áp dụng cái công thức gì đây? Công thức xác suất điều kiện thì nó là B ngang giao với A đúng không? B ngang giao với A thì mình có thể ghi là A giao với B ngang cũng được. Và chia cho xác suất của biến cố A. Đấy. Thì từ đây qua đây là công thức gì đây? Xác suất điều kiện, đúng không? Đấy, bây giờ mình muốn tính cái xác suất của biến cố A giao B này đó. Thì nó lại bằng cái công thức gì đây? Xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. A giao B, đúng không? Cái này là tính xác cho xác suất, là công thức 1.7 trong tài liệu của mình đó. Cái này xác suất của biến cố A.
Rồi thế số vô các em, thế số vô ha. A là bằng 0,3 nè. Rồi A giao B là 0,15. Rồi chia cho gì đây? 0,3. Đấy. Thì cái này ra nhiêu em? Ra nhiêu? 0,5. Rồi đúng rồi, 0,5 chính xác. Thì tới đây thì có bạn làm như thế này, bạn có bạn nó không làm thế này mà bạn bỏ cái chỗ này đi, bạn sẽ thay bằng cái gì, bỏ chỗ này luôn, bỏ hết này luôn, cái này thì ra 0,5 đúng không, 0,5. Thôi bây giờ mình tạm thời lấy cái này đi, rồi giờ thầy chỉ cho cái cách khác nữa. Cái khác tức là xác suất này á, là mình sử dụng mình ghi là cách 2 đi. Cách 2 tức là tới đây mình có nhiều cách tính lắm. Ví dụ như chỗ này nè, chỗ này là em bỏ cái phần giữa này đi, em sẽ thay vào cái gì, 1 trừ đi cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Không? Đây, đây là cũng là một công thức nè. Không? B ngang thì bằng 1 trừ B, đúng không? Xác suất của biến cố B ngang bằng 1 trừ cho xác suất biến cố B. Đó. Thì cái chỗ này nó bằng cái gì? Bằng tiếp là 1 trừ đi cho gì? Lúc này mình sử dụng công thức nhân xác suất là BAB và chia cho BBBA. Yeah. Thì nó thế số vô thì lúc này nó sẽ bằng 1 trừ cho gì đấy, 1 trừ đi cho là 0,15 chia cho 0,3 thì nó cũng bằng 0,5 thôi, đáp án nó vẫn như thế. Nhưng mà mình sử dụng cái thức theo kiểu khác đúng không, thử dụng theo cách nào thì nó cũng ra cùng một đáp án thôi. Làm nhiều cách khác nhau nhưng mà nó cũng ra khác. Thì bây giờ đây là cái câu hỏi số 4. Thấy không? Câu hỏi số 4. Bài tập chương 1. Rồi, bây giờ mình sang cái câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. Rồi, câu hỏi số 5, em nào đọc cho thầy câu hỏi số 5. Thầy thấy Đào Ngọc Như Quỳnh, bạn Đào Ngọc Như Quỳnh đọc cho thầy cái đề kia. Để thầy nghe điện thoại cái hả, đọc. Alo. Dạ, để lát em gặp, đang trên máy. Dạ, để em gặp. À, không sao đâu, để em gỡ lại. Tại vì em có sửa lại nữa, sửa lần mới nữa. Dạ, để em gỡ cái mới vậy chị. Dạ, để em gỡ liền. Dạ. Rồi, các em chờ thầy một tí xíu nha. Thầy để thầy gỡ cái thư nha. Đảo lại các em đọc, lúc nãy thầy mượn bạn nào đọc cái đề này giùm thầy, quên rồi, tên gì? Dạ em Như Quỳnh hả? Dạ. Câu 5, một cuộc điều tra cho thấy ở một thành phố có 20,7% dân số dùng loại sản phẩm X, 50% dùng loại sản phẩm Y, và trong đó những người dùng Y có 36,5% dùng X. Phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó, tính xác suất để người ấy A dùng cả X và Y, B dùng Y, biết rằng người ấy không dùng X. Rồi, thầy cảm ơn. Thì ở đây nó có hai cái biến cố các em. Hai biến cố. Hai biến cố. Bây giờ nó hỏi là phỏng vấn ngẫu nhiên một người trong thành phố và tính xác suất người ấy dùng cả X và Y. Dùng X, dùng Y, thấy không? Đấy, thì bây giờ mình gọi tên biến cố như thế này. Mình sẽ gọi X luôn. Gọi tên người ít, ít là biến cố người được phỏng vấn dùng ít, dùng sản phẩm ít, người được phỏng vấn
nó phải là một cái câu hoàn chỉnh nha em. Dùng dùng sản phẩm ít đấy. À, và y là biến cố gì y. Em lưu ý là khi mà thầy dùng cái chữ in nghiêng thì nó là biến cố, rồi nếu mà dùng nó không nghiêng á thì và y là biến cố người được phỏng vấn. Người được phỏng vấn dùng sản phẩm y. Đấy, đấy có hai biến cố đó. Thì theo đề bài đó thì mình sẽ ghi các cái số này, biểu diễn cái số này thành xác suất của biến cố x y gì đó ha. Thì theo đề bài thì chúng ta sẽ có cái gì đây, xác suất của cái biến cố x là bằng bao nhiêu, bạn nào nói được? Xác suất của biến cố x là bao nhiêu em? Ít tức là biến cố của người dân thành phố dùng sản phẩm ít là bao nhiêu? 20,7% là mình bỏ số phần trăm thì mình ghi thành số mấy? Không phải mấy? 207 đúng không? Ờ đúng rồi. Đấy. Và xác suất người đó dùng sản phẩm y là bao nhiêu? Cái này bao nhiêu? Không phải nha. Đúng rồi, chính xác. Rồi. Và cái số 0,365 này ra gì? Cái số 0,365 này là gì? À, xác suất của biến cố gì đó mà nó bằng 0,365. Rồi, em nào nói cho thầy biết coi xác suất này là cái gì? Cái chữ gì mình ghi vô mặt này? Em đọc kỹ cái câu nè. Trong số những người dùng y có 36,5% dùng ít. Đọc kỹ cái câu này ha. Trong số những người dùng y có 36,5% dùng ít. Có nghĩa là sao? Trong số những người dùng y có nghĩa là em phỏng vấn ngẫu nhiên một người mà em biết người đó dùng sản phẩm y rồi, thì em phỏng vấn người đó thì xác suất người đó dùng ít là 36,5%, tức là xác suất gì đây? Ít với điều kiện y với điều kiện ít đây. Y với điều kiện ít. Y với điều kiện ít là không đúng. Ít với điều kiện y mới đúng nha. Rồi. Em hiểu giờ này là trong số những người dùng y, tức là mình biết chắc người đó dùng y rồi đó. À, mình biết chắc cái người đó dùng y rồi đó. Có nghĩa là biến cố y nó xảy ra rồi đó. Dạ dạ. Thì xác suất người đó dùng ít là 36,5%. Đấy, thì bây giờ mình có những cái sự kiện này nè. Bây giờ mình đi vào câu A nè. Câu A là mình ghi là xác suất cần tính. Tức là xác suất dùng cả x và y đúng không? Xác suất dùng cả x và y tức là xác suất của biến cố x nhân nhân với biến cố y. Đấy, thì bây giờ mình dùng công thức nhân xác suất nào được? Thì ở trên cái đề đó là em thấy là đây nó có là xác suất của x với điều kiện y nè. Với điều kiện y có nghĩa là y nó xảy ra trước thì nó mới có cái này đúng không? Đúng không? Đó. Chỗ này thì có nghĩa là x y nó xảy ra trước là mình mới có cái này nè. Y nó xảy ra trước ha. Cho nên ở chỗ công thức nhân này là mình sẽ BI trước rồi đâu mới nhân cho xác suất của biến cố x với điều kiện y. Đấy. Tránh trường hợp là cái ghi x trước thì cái này y với điều kiện x nó đâu có cho đâu. Đúng không? Đó, bây giờ mình thế số rồi. Rồi cái này ra nhiêu các em? Rồi chính xác. Thầy cảm ơn nha. Rồi đây là câu câu A.
Wow. Câu A. Rồi tới câu B là dùng y biết rằng người ấy không dùng ít, đúng không? Em thấy có chữ biết rằng đó là em sẽ đánh xác suất điều kiện cho thầy. B. Đây là xác suất điều kiện, xác suất cần tính. Xác suất cần tính là xác suất dùng y, xác suất của biến cố y với điều kiện không dùng ít làm ghi ít ngang ha. Đúng chưa? Đấy thì em coi nè. Xác này tính sao? Thì đầu tiên đó là cái chỗ này mình dùng công thức xác suất điều kiện trước nè, dùng công thức điều kiện tức là xác suất của biến cố y ít ngang, hay là ít ngang y cũng được, ít ngang nhân với y cũng được, rồi chia cho xác suất của biến cố ít ngang, đúng không? Đấy, nhưng mà chỗ này thì ít ngang y thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố y, đúng không? Trừ đi cho xác, trừ đi cho xác suất của biến cố gì đây? Cái này là trừ đi cho xác suất của biến cố ít giao y. Đấy. Ở dưới thì nó là 1 trừ đi cho xác suất của biến cố ít. Nhưng ở đây mình vận dụng công thức không à. Đấy, vận dụng công thức thôi nè. Thì nhắc lại là cái công thức mình cũng hay sử dụng đó là xác suất của biến cố A B ngang, đúng không? A B ngang thì bằng xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. Đúng không? Đấy, mình hay sử dụng công thức này từ giờ nè. Đó. Thì em phải lưu ý. Đấy, ví dụ như không gian mẫu của mình là Omega này, đây có hai biến cố AB này, đúng không? AB này thì AB ngang nó chính là cái thằng này, đúng không? AB ngang nó chính là này. AB ngang nó chính là cái phần gạch gạch này nè. Đúng chưa? Phần gạch gạch này thì nó là mình muốn tính xác suất đó, mình phải lấy nguyên cái phần A này, đúng không? Lấy nguyên phần A này, mình trừ đi cái phần giao này. Cái này là phần giao này. Đó, tức là ABA trừ cho BAB. Đó, thì các em hiểu được tại sao nó công thức này, đúng không? Đấy, còn công thức này thì mình vận dụng vô đây là ít ít ngang y, tức là y trừ cho ít á, y trừ ít, đúng không? Y trừ ít, biến cố y trừ ít, đúng không? Đó. Thì nó sẽ bằng là xác suất biến cố y trừ đi cho xác suất của biến cố giao. Và bây giờ thầy xóa cái này đi, bây giờ thầy cho trống rồi mình giải tiếp nè. Đấy, thì bây giờ chỗ này mình thế số vô thôi, đúng không? Thế số vô thì BI á, là nó bằng 0,5. BXI là lúc nãy mình mới tính được là 1825 không? BXI. BXI lúc nãy mình tính được là 0,1825. Rồi BX ngang thì bằng 1 trừ BX, tức là 1 trừ cho 0, gì vậy? 207. Rồi lấy cái máy tính bấm kết quả ra cho thầy chỗ này. Không phải bốn thầy. Không phải bốn hả? Có lẽ không? Có thầy, không bốn. Phải gì không? Em lên làm tròn bốn chỉ số thập phân. Không phải bốn thầy. Phải gì không? Đúng chưa? Thầy nhớ kết quả gì nó có số 4 ở phía sau này. Nhưng mà làm tròn bốn chữ số thập phân sao dấu phẩy giùm thầy nha. Đó, thế là câu 5 là như dạ, thế thầy. Đúng không? Câu 5 thế. Bây giờ mình sang câu 6 hay là dễ lao tí không? Dễ lao tí không? Không dễ lao thì mình làm tiếp câu 5 nha. Câu 6 nha. Thôi làm thêm ba thêm câu nữa đi rồi mình dễ lao ha. Chỉnh như thế này để cho có đủ không gian nữa mình giải nè. Một bạn đọc cho thầy bài tập số 6 đi em. Để thầy coi coi. Quỳnh Thanh Nhã. Dạ thầy. Rồi em đọc cho thầy cái đề đi. Theo một điều tra thì xét sức để một hộ gia đình có máy vi tính, nếu thu nhập hàng năm
trên 20 triệu Việt Nam đồng là 0,75. Trong số các hộ được điều tra thì 60% có thu nhập 20 triệu và 52% có máy vi tính. Xác suất để một hộ gia đình được ngẫu nhiên câu A một có máy vi tính và thu nhập hàng năm trên 20 triệu, có thu nhập hàng năm trên 20 triệu, biết rằng hộ gia đình đó không có máy tính. Rồi thầy cảm ơn. Cái này là do là cái máy tính này nó chạy nhiều quá, chạy nhiều thứ quá. Thì ở đây mình có hai biến cố, bạn nào đặt tên hai biến cố cho thầy, có hai biến cố nè. Gọi A là biến cố gì? Gọi tên gì nè? Gọi tên biến cố làm sao đây? Thì giải bài toán xác suất là mấu chốt là em phải chọn đúng tên biến cố, em đặt tên. Ha. Dạ, hộ gia đình có máy vi tính. Hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên á, mình để là hộ gia đình được chọn. Đúng rồi. Ừ, được, đúng rồi em, hộ gia đình. Thấy không? Hộ gia đình mà được chọn đó. Được chọn mình không vắng á, thấy không? Là có máy vi tính. Là một biến cố. Thấy không? Còn biến cố thứ hai là gì? Là hộ gia đình được chọn. Sao em có gì? Có gì? Thu nhập thầy. À, có thu nhập trên 20 triệu, phải không? Có thu nhập trên 20 triệu. Dạ. Tức là thu nhập hàng năm trên 20 triệu đó, phải không? Thu nhập mình bỏ tắt thôi. Đấy, trên 20 triệu. Thì cái đề này là cái đề này nó xuất hiện từ năm 1998 2000. Thời điểm đó 20 triệu hàng năm là nó nhiều phải không? Cái đề này nó xuất hiện từ thời điểm đó tới giờ đó em. Thấy không? Thầy chưa có cập nhật tính thời sự của nó. Nếu cập nhật tính thời sự thì con số 20 triệu này sửa lại nè. Thời điểm đó là nguyên hộ gia đình mà có thu nhập hàng năm trên 20 triệu là cũng nhiều. Thì bây giờ theo đề bài ta có gì? Theo đề bài nè. Ta có thứ nhất là em thấy là ở đây em đọc vô cái đề em thấy con số 20 triệu này nó nằm trên biến cố, còn con số 0,75 này là cái gì nè, thấy không? Rồi con số 0,60% là số gì, rồi 0,52 là số gì. Đấy, thì bây giờ đề nó có cho biết là xác suất của biến cố A không, xác suất của biến cố A là nhiêu, tức là xác suất có máy vi tính là bao nhiêu? 0,52. Rồi thầy cảm ơn, 0,52 chính xác. Rồi xác suất của biến cố B là có chưa? Xác suất biến cố B là nhiêu? 0,6 thầy. Rồi 0,6. Và cái gì nữa? Và cái gì là 0,75 này? 0,75. B theo A, 0,75. Xác suất của biến cố B theo A. Dạ. Là 0,75. Tức là xác suất và có máy vi tính. Ủa, có máy vi tính là A mà. Đây để là xác suất một hộ gia đình có máy vi tính. Thu nhập hàng năm trên có máy vi tính là biến cố gì? Có máy vi tính. Qua biến cố A. Biến cố A. Nếu thu nhập hàng năm trên 20 triệu. Vậy thì xác suất biến cố A chứ hả? Biến cố A với điều kiện B mới đúng. Đúng không? Phải gì không ạ? Nào, cái này là A nè. Gia đình có máy vi tính là biến cố A phải không? Xác suất để một hộ gia đình có máy vi tính tức là xác suất của biến cố A. Đúng không? Và nếu này là thu nhập trên 20 triệu là biến cố B. Vậy thì cái xác suất này là A với điều kiện B mới đúng thôi em. A với điều kiện B đúng không? Công nhận không ạ? A với điều kiện B. Phải không ạ?
coi kỹ lại giùm thầy nha. Cái đây là nè, đọc coi kỹ cái câu này nè. Xác suất để một hộ gia đình có máy vi tính, có máy vi tính là biến cố A, đúng không? Nếu là điều kiện nè, thu nhập hàng năm trên 20 triệu là biến cố B. À, biến cố B là thu nhập trên 20 triệu nè. Đó. Vậy thì cái này là A sạc B chứ không phải B sạc A nha các em. Lưu ý chỗ này, khi mình xác định sai là mình sẽ giải giải kết quả chứ nó sai hết, phải không? Rồi, vậy thì câu A nè. Câu A là mình ghi là xác suất cần tính. Xác suất cần tính. Xác suất cần tính chứ chính là gì đây? Xác suất vừa có máy vi tính và vừa có thu nhập trên 20 triệu. Thấy có chữ và ở đây nè. Thấy không? Thấy có chữ và đây nè. Cái gì ta? À, có chữ và ở đây nè. Thấy không? Đấy, vậy thì xác suất cần tính tức là xác suất của biến cố. À, xác suất của biến cố A giao B đúng không? Xác suất của biến cố A giao B. À. Đấy, thì bây giờ ở đây mình thấy ở trên cái đề nè. Em thấy ở trên cái đề của mình đó là nó có A với điều kiện B. Cho nên biến cố B nó đã biết rồi nè. Chỗ này có nghĩa là biến cố B đã biết rồi, đã biết trước nè. À, vậy thì ở đây mình sẽ tính thông qua công thức là gì đây? BB đó, nhân cho BA với điều kiện B. À. Rồi mình thế số vô. BB của mình là bao nhiêu? BB là bằng 0,6. 0,6 rồi nhân cho 0,75. Rồi em coi cái này ra bao nhiêu. 0,45. 0,45 chính xác. Rồi. Rồi thầy cảm ơn em. Đấy. Vậy thì ở đây mình đã tính được cái xác suất của câu A. À, và câu B thì yêu cầu là cái gì? Xác suất có thu nhập trên 20 triệu biết rằng hộ đó không có máy vi tính. Đúng chưa? Câu B. Câu B là xác suất cần tính. Xác suất cần tính. Tức là xác suất có thu nhập hàng năm trên 20 triệu. Có thu nhập hàng năm trên 20 triệu tức là biến cố B. Biết rằng hộ đó không có máy vi tính là biến cố A ngang. Yeah. Thì ở đây mình lại áp dụng công thức xác suất điều kiện, nó sẽ là xác suất của biến cố B giao với A ngang, giao với A ngang và chia cho gì đây, xác suất của biến cố A ngang. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục áp dụng công thức tiếp là gì? Xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. À, em dạch, nếu mà em quên công thức này thì em dạch cái hình ra nè, dạch cái hình ra. Cái này là B nè, cái này là A nè. Thấy không? B với điều kiện A ngang đó chính là cái này. À, B A ngang chứ. Chỗ cái gạch gạch này là B A ngang nè. Thấy không? À, B A ngang. Tức là B xảy ra mà A không xảy ra đó. Vậy thì cái này á, là muốn tính xác suất của cái thằng này. Thì mình sẽ lấy là gì đây? BB. BB là nguyên cái thằng này. Nguyên cái thằng này. Thấy không? Đấy. Cái này là A. Mình trừ ra gì đây? Trừ đi cái phần chính giữa này. Phần giữa này. Tức là trừ đi phần BAB. Đúng không? Đấy, thì B A ngang vì xác suất của nó bằng xác suất của B trừ đi cho xác suất của biến cố A cho B. Đấy. Vậy thì ở đây xác suất cần tính của mình nó sẽ là này đúng không? Là BB thì trừ cho BAB. Còn xác suất của biến cố A ngang thì nó lại bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A rồi. Đấy nha. Rồi bây giờ mình thế số vô nè. BB 0,6 trừ BAB 0,45 và chia cho 1 trừ BA là bằng 0,52. Đấy, rồi thế số vô tính giùm thầy coi ra kết quả nhiều 0,3125. 0,3125. Rồi thầy cảm ơn. Thì ở đây là mình đã giải xong cái câu số 6. Bây giờ mình sẽ giải lao 5 phút. Bây giờ đồng hồ của thầy là 10:35 ha. 10:40 mình đảo lại mình giải tiếp vài câu nữa. Vậy hai em. Rồi tiếp theo mình tiếp theo là mình sẽ giải các cái câu hỏi số 7.
cái bài tập số 7 nha. Bạn Nguyễn Thảo Trinh. Dạ nghe. Em đọc cái đề giùm thầy. Dạ, trong một đội tuyển có hai vận động viên A, B thi đấu. A thi trước và có hy vọng 80% thắng trận. Do ảnh hưởng tinh thần, nếu A thắng trận thì có 60% khả năng B thắng trận. Nếu A thua thì khả năng này của B chỉ còn 30%. Tính xác suất của các biến cố sau: A, B thắng trận. B, đội tuyển chỉ thắng có một trận. Rồi, thầy cảm ơn. Thì ở đây mình gọi tên theo biến cố, theo cái tên vận động viên luôn đi ha. Gọi tên biến cố theo tên vận động viên luôn. Tức là gọi A là biến cố vận động viên A thắng trận. Và B là biến cố vận động viên B thắng trận. Thì theo đề bài ta có là gì? Theo đề bài ta có là xác suất để A thắng trận là 0,8 80%. Xác suất của biến cố A là bằng 0,8 này. Còn xác suất của biến cố B là đề nó chưa cho đúng không? Nhưng mà nó chỉ cho là xác suất B thắng với điều kiện A thắng. Thấy không? Em đọc cái câu này. Nếu A thắng thì có 60% khả năng B thắng. Nếu A thắng thì có 60% khả năng B thắng, tức là xác suất của biến cố B xảy ra đó. Xác suất của biến cố B xảy ra với điều kiện là A đã xảy ra rồi đó là 0,6. Cái này mình đọc là xác suất B thắng với điều kiện A thắng. Và xác suất của biến cố B thắng nhưng mà với điều kiện là A thua. Và cái này nó bằng là 0,3. Như vậy thì ở đây là câu A đó là mình cần tính xác suất gì? Xác suất là biến cố B thắng trận. Xác suất B thắng trận là gì? Tức là ở đây là thực sự mình tính xác suất của biến cố B luôn á, chứ không phải là xác suất của biến cố B với điều kiện A gì đâu. Thì cái này mình áp dụng công thức xác suất đầy đủ nè. Thì nó sẽ bằng A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A. Rồi cộng cho xác suất của biến cố A ngang nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang như thế này. Thì đây là công thức xác suất đầy đủ áp dụng cho hệ đầy đủ biến cố. Thì hôm trước là khi học hệ đầy đủ biến cố thì có nói rồi, cái hệ gồm có A và A ngang này là nó là hệ đầy đủ biến cố. Hệ đầy đủ biến cố A và A ngang là hệ đầy đủ biến cố. Đấy, bây giờ mình thế số vô thì này nó sẽ bằng cái gì? BA là bằng 0,8. Rồi BB với điều kiện A là 0,6. BB với điều kiện A là 0,6. Còn BA ngang thì nó bằng 1 trừ BA là nó còn 0,2. Rồi nhân cho 0,3. Thì chỗ này nó là 0,48 nè. 86,48 không? Rồi, cái này là 0,06 nữa là 0,54. Thì như vậy thì xác suất để thằng B thắng trận là 0,54. Theo kịp không các em? Kịp không ạ? Hiểu bài không? Thì giảng lần lần nữa được.
Đây là bây giờ thầy nhắc lại cái công thức xác suất đầy đủ nè. Xác suất đầy đủ thì ví dụ như mình có là cái hệ A1 A2 chấm chấm đến AN là hệ đầy đủ biến cố, phải không? Hệ đầy đủ biến cố. Hệ đầy đủ biến cố. Vậy thì mình muốn tính xác suất của một biến cố B đó thì nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A1 nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A1, đúng không? Đấy. Rồi mới cộng cho xác suất của biến cố A2 nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A2 rồi cộng chấm 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 cộng xác suất của biến cố AN nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện AN. Thì đây là công thức xác suất đầy đủ nè em, công thức xác suất đầy đủ mình đã học rồi nè đó. Nhưng mà ở đây là cái hệ đầy đủ biến cố là cái hệ gồm N biến cố này. Đấy. Thì trong thực tế thì cái hệ gồm A và A ngang này nó cũng là hệ đầy đủ biến cố, phải không? Cũng là hệ đầy đủ biến cố. Thì nhắc lại, hệ đầy đủ biến cố là nó hệ này nó phải từng đôi xung khắc và hợp của hai biến cố bất kỳ trong cái hệ này nó là biến cố không. À, hợp rồi tất cả các biến cố này nó là biến cố chắc chắn, thấy không? Có hai biến cố là nó từng đôi xung khắc, tức là giao của hai biến cố bất kỳ bên đây là biến cố không và hợp tất cả biến cố trong đây nó ra biến cố chắc chắn, thì đó là hệ đầy đủ biến cố. Đấy. Thì cái A và A ngang nó cũng là hệ đầy đủ biến cố, cho nên là xác suất biến cố B đó nó sẽ bằng là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A rồi cộng cho xác suất của biến cố A ngang nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang. Thì đây là hệ đầy đủ. Và cái này công thức mà khi mình chưa học công thức này đó thì nó sẽ biểu diễn như dạng là AB rồi cộng cho gì đây? AB ngang A ngang B chứ. Đấy. Thì nó ra hai cái này. Đấy, thì bây giờ cái chỗ này là mình áp dụng bây giờ thầy xóa này đi, bây giờ thầy giảng lại. Thì hệ đầy đủ biến cố thì này, em phải nắm lại cái công thức này, phải không? Công thức xác suất đầy đủ này phải nắm lại như này. Đó, thì bây giờ mình đảo lại bài này. Đấy, thì bây giờ cái B xác suất của biến cố B nó bằng xác suất biến cố A nhân xác suất biến cố B với điều kiện A, cái này mình thế số vô có rồi này, phải không? Đấy, cái chỗ này thế số vô là được rồi này. Đó, còn cái này là xác suất biến cố A ngang thì nó bằng 1 trừ đi cho xác suất biến cố A, đúng không? Xác suất của biến cố A ngang. A ngang thì bằng 1 trừ đi cho xác suất biến cố A. Tức là bằng 0,2. Này bằng 0,8 thôi. Đó. Vậy thì thế vô. Được chưa? Đó là xác suất B thắng chặn. Bây giờ tiếp tục mình làm cái câu B. Câu B là nó nói tới xác suất đội tuyển chỉ thắng có một trận. Xác suất. Có một trận. Xác suất đội tuyển thắng một trận có nghĩa là gì? A thắng B thua hoặc là A thua B thắng thôi, đúng không? Đấy, tức là xác suất của biến cố gì đây? A thắng nè, B thua nè, hoặc là A thua B thắng. Đấy, thì cái này nó sẽ bằng là xác suất của biến cố AB ngang rồi cộng cho xác suất của biến cố bấm lộn chữ xác suất của biến cố gì? A ngang B. Thì cái chỗ này đó là mình có thể áp dụng cái công thức xác suất của biến cố hiệu, đúng không? Thì cái này nó xác suất của biến cố A trừ đi cho xác suất của biến cố A giao B. Phải áp dụng sao? Rồi áp dụng công thức xác suất điều kiện đi. Thì cái này nó sẽ bằng BA nhân cho B ngang với điều kiện A cộng cho là xác suất của biến cố A ngang
rồi nhân cho xác suất của biến cố B với điều kiện ngang ngang. Rồi tới chỗ này là các em có thấy số vô được không thầy? Thế số vô, thế số vô bằng gì? Cái này bằng gì các em? BA là bằng nhiêu? Hay làm được cho im ru chưa mà à, bạn nào trả lời được cho thầy ấy? Lâm Duy Thành. Dạ. BA 0,8. BA bằng nhiêu? 0,8. Rồi. Rồi BB ngang với điều kiện A là nhiêu? BB ngang với điều kiện A. Ở đây mình có B ngang BB với điều kiện A là bằng 0,6 nè. 0,4. À 0,4. Rồi cộng cho. Rồi BA ngang là nhiêu? BA ngang là nhiêu em? 0,3. Ủa BA ngang là 0,3 sao? BA ngang là bằng 1 trừ BA đúng không? BA ngang là bằng 1 trừ BA nè. Mà BA là bao nhiêu? 0,2. Ờ. 0,8 1 trừ 0,8 là 0,2. Rồi rồi B với điều kiện A ngang này có chưa? Đây nhiêu? Có không? 0,3. Rồi em tính cho kết quả này giùm thầy tôi coi rồi nha. Em là 0,38. 0,38. Rồi thầy cảm ơn. Cái này là xác suất đội tuyển thắng chỉ có một trận thôi. Thì có hai vận động viên thi đấu thì thắng một trận, hai trận hoặc không thắng trận nào, có ba trường hợp thôi. Đó là câu số 7 ha. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái câu số 8 nè. Câu số 8 này hôm trước dạy trên lớp là thầy có sửa chưa ạ? À? Sửa lại luôn đi ha. Đọc cái đề giùm thầy luôn em. À, đâu rồi? Trần Kim Quỳnh. Đứa nào nghỉ sớm thì nghỉ không, nhưng mà nữa là xem cái video là làm được cái bài test trắc nghiệm được rồi, được là yêu cầu thế được rồi. Thì đứa nào còn học thì sẽ giảng kỹ hơn, còn đứa nào mà nghỉ sớm thì cứ việc nghỉ. Rồi đọc cái thầy, thầy Trần Kim Quỳnh đọc đề thầy nghe. Dạ. Câu 8, để thành lập một đội tuyển quốc gia về một môn học, người ta tổ chức một cuộc thi tuyển gồm 3 vòng. Vòng thứ nhất lấy 80% thí sinh, vòng thứ hai lấy 70% thí sinh đã qua vòng thứ nhất, và vòng thứ ba lấy 45% thí sinh đã qua vòng thứ hai. Để vào được đội tuyển, thí sinh phải vượt qua được cả 3 vòng thi. Tính xác suất để một thí sinh bất kỳ A được vào đội tuyển, B bị loại ở vòng thứ hai, biết rằng thí sinh này bị loại. Rồi thầy cảm ơn. Đấy, bây giờ ở đây mình đặt ra biến cố như thế này. Đây mình đặt một lèo ba biến cố rồi. Đặt AI. AI là biến cố là thí sinh qua dòng thứ Y. Thí sinh qua dòng thứ Y, và Y này nó chạy từ máy đến máy. Y này chạy từ máy đến máy. 1, 2, 3 đúng không? Cái vòng 1, vòng 2, vòng 3 chứ không có vòng 0. Thì thí sinh qua dòng thứ Y đúng không? Đặt AI là biến cố thí sinh qua dòng thứ Y thì theo đề bài ta có gì? Đây là đã có. Thì xác suất thí sinh qua dòng thứ nhất là 80% đúng không? Tức là ta có là xác suất của biến cố A, A1.
xác suất thí sinh qua dòng thứ nhất là 0,8, rồi xác suất qua dòng thứ hai. Ở đây nó để là vòng thứ hai lấy 70% thí sinh đã qua dòng thứ nhất, có nghĩa là anh này anh đậu dòng thứ nhất rồi anh thi dòng thứ hai thì xác suất đậu dòng thứ hai là nó sẽ là 0,7. Thì cái này mình sẽ ghi là xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 qua dòng thứ nhất, phải không? Với điều kiện qua dòng thứ nhất thì xác suất anh ta đậu dòng thứ hai là bằng 0,7. Và con số còn lại là 0,45, tức là 45% thí sinh đã qua vòng thứ hai. Vòng thứ ba lấy 45% thí sinh ở vòng thứ hai. Tức là mình sẽ có là cái xác suất của biến cố A3 đó với điều kiện A1 rồi A2. Thấy không? Với điều kiện thí sinh đã qua vòng thứ hai mà qua vòng thứ hai thì nó đã qua vòng thứ nhất rồi đúng không? Thì cái này nó sẽ bằng 0,45. Bởi vì theo đề bài mình sẽ có những cái này, thấy không? Có những cái này và những cái này là điều kiện để mình tính xác suất của câu A nè, là xác suất cần tính. Xác suất cần tính tức là xác suất để thí sinh được vào đội tuyển, mà vào đội tuyển thì nó phải qua 3 vòng đúng không? Qua 3 vòng thi vào đội tuyển, tức là qua 3 vòng thi, tức là xác suất của biến cố A1 giao với A2 giao với A3. Thì cái này mình áp dụng công thức nhân xác suất cho trường hợp nhiều biến cố thì nó ra là biến xác suất của biến cố A1 nè, rồi nhân cho xác suất của biến cố A2, A2 với điều kiện A1, rồi cái này tiếp tục là nhân cho xác suất của biến cố A3 với điều kiện A1 và A2 đã xảy ra. Và cái này mình thế số vô thì chỗ này là 0,7, 0,8 nhân cho 0,7 rồi nhân cho 0,45 thì cái này bằng nhiêu? Tính ra chưa em? Không phẩy 252. Rồi thầy cảm ơn, 0,252. Rồi cảm ơn nha. Rồi đấy thì bây giờ mình sẽ tính xác suất được thí sinh được vào đội tuyển, tức là xác suất cần tính, em xác suất thí sinh một bất kỳ được vào đội tuyển là 0,252. Đó bây giờ cái này người ta không hỏi gì, người ta hỏi là có bao nhiêu phần trăm thí sinh được vào đội tuyển thì mình trả lời là 25,2%, đúng không? Rồi bây giờ câu B là mình tính là xác suất thí sinh bị loại, đúng không? Thí sinh bị loại, cái này không phải là xác suất cần tính nha, xác suất cần tính là nó khác. Bị loại có nghĩa là nó không vào đội tuyển được, không? Tức là xác suất của biến cố A1, A2, A3. A3 là cái này là vào đội tuyển nè, còn không vào đội tuyển là mình gạch ngang trên đầu nó một cái là không vào đội tuyển, đúng không? Không vào đội tuyển thì lúc này nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A1, A2, A3. Đấy. Thì xác suất không vào đội tuyển. Và mình lấy 1 trừ cho 0,252 là bằng nhiêu? Không phải mấy? Một trừ không phải không phải 748. Đúng rồi, 748. Cái này tính toán ra thì các em phải tính cho thầy chứ. Thầy nhắc hoài vậy. Mình tính rồi đặng mình có là quen tính toán gì đúng không? Đấy, bây giờ xác suất thí sinh bị loại ở vòng thứ hai. Biết rằng thí sinh này loại, tức là xác suất cần tính của mình ở chỗ câu B này nó là gì? Là mình ghi là xác suất cần tính là xác suất thí sinh bị loại ở vòng thứ hai, tức là A1, A2 ngang, phải không? Rồi với điều kiện là A1
A2, A3 gạch đầu. Cả cái này gạch đầu. Cái này là gạch đầu, tất cả gạch đầu là thí sinh bị loại. Không? Thì cái này mình cũng áp dụng công thức xác suất điều kiện. Đó chính là xác suất của biến cố A1 giao với A2 ngang. Giao với A2 ngang. Tại vì cái A1 giao với A2 ngang tức là thí sinh bị loại vòng thứ hai thì cũng có nghĩa là nó bị loại, có nghĩa là cái biến cố A1 A1 ngang A2 ngang này, A1 A2 ngang này là nó là biến cố con của biến cố A1 A2 A3 gạch đầu. Đó, cái này là bị lỗi nè. Bên đây là cái này là bị lỗi. Còn bên đây là nó bị lỗi ở vòng thứ hai. Bị lỗi ở vòng 2. Ở vòng 2. Đúng chưa? Bị lỗi ở vòng 2. Thí gần thí sinh thì bị lỗi. Thì rõ ràng biến cố A1 A2 ngang này nó là con của biến cố A1 A2 A3 gạch đầu này. Thấy không? Rồi cho nên là xác suất của biến cố hai cái thằng này giao nhau đó thì nó ra đúng có bằng thằng nhỏ này, tức là xác suất của biến cố A1 A2 ngang và chia lại cho gì đây, xác suất của biến cố A1 A2 A3 ngang gạch đầu, A1 A2 A3 gạch đầu đó, thì mình thấy số vô nè. Chưa, mình biến đổi công thức một tí thì cái này nó ra gì, xác suất của biến cố A1 rồi nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A1. Với điều kiện A1. A2 ngang ha, cái này thiếu gạch đầu. Đó, còn chỗ này thì nó sẽ là 1 trừ đi cho cái xác suất của biến cố A1. A2 A3. Rồi tới lúc này mình sẽ thế số vô. Mình thế số vô. Mình thế số vô thì cái này A1 á là nó bằng 0,8 nè. Rồi A2 ngang A2 với điều kiện A1 á, là em thấy chỗ này là A2 với điều kiện A1 là 0,7. Như vậy thì A2 ngang với điều kiện A1 là bằng nhiêu? A2 ngang với điều kiện A1 là nhiêu? 0,3. Ừ đúng là 0,3. Đấy, rồi tất cả chia cho 1 trừ cho cái này là mình khỏi thế, mình thấy 0,748 luôn rồi không? 748. Rồi em lấy máy tính bấm kết quả này cho thầy. Cái này không biết thầy có bật cái nút ghi chưa nè, có ghi rồi nè. Ra kết quả nhiều các em. Không 0,3209. 0,3209. Rồi được rồi. Thì đây là cái câu hỏi số 8, cái bài tập số 8. Bài tập số 8. Đó, thầy phải giải mẫu cho cái tới câu 8. Bây giờ còn học nổi không? Làm câu số 9 nữa được không? Mình học thêm câu số 9 nè. Câu số 9 thì nó có hình như là hôm trước là thầy dạy bài giảng trên lớp thì có giải câu này rồi, thấy không? Đấy, thì cái câu số 9 là ví dụ trong sách rồi. Đấy. Thì cái câu 10. Câu 10 như là cũng giải trên lớp luôn rồi em, có nhiều cái kinh tham khảo lắm. Đấy, bây giờ còn lại những cái câu còn lại thì các em tự làm đi. Bây giờ mình tạm ngừng ở đây đi ha. Tạm ngừng ở đây đi.